nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác khuyến học trên địa bàn huyện. Ngày 13 tháng 5, Hội khuyến học huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và nghiệp vụ dành cho hội khuyến học. Theo đó, trong thời gian 4 ngày, 50 học viên là các cán bộ hội khuyến học cơ sở sẽ được bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức về đảng cầm quyền và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh trong điều kiện mới. Quan điểm của Đảng và Chính phủ và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, triển khai quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định số 324 và hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá công nhận mô hình công dân học tập, đồng thời cập nhật kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Từ những kiến thức đã được trang bị, bổ sung, các cán bộ hội sẽ vận dụng sáng tạo, phù hợp hiệu quả với tình hình thực tiễn ở địa phương, đồng thời thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, góp phần thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại địa phương.